Tiếp theo là một số thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 11, quản lý quán cà phê mặt ngọt tọa lạc tại Cấm Tư, phường 5, thành phố Cà Mau phát hiện tại tầng 2 của quán một thanh niên đang trong tư thế treo cổ đã tử vong. Thông tin trên nhanh chóng được báo về cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định tên Lê Quyền Thoại, sinh năm 2000, cư ngụ ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, Quyền Thế Bình, Thoại xin vào làm nhân viên của quán cà phê mật ngọt từ năm 2015 đến nay. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thoại nói lên tầng trên để lấy đồ, nhưng thời gian lâu không thấy xuống nên quản lý lên tìm thì phát hiện Thoại đã chết trong tư thế treo cổ. Theo lời cung cấp của một số người quen, thời gian gần đây Thoại hay tâm sự rằng buồn chuyện gia đình chưa giải quyết được. Thi thể của nạn nhân đã được khám nghiệm và bàn giao về cho gia đình để an táng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.